Chào cô chú anh chị và các bạn, một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình có lên quận 12 á, cô chú anh chị và các bạn, mình đi ngang mình thấy người ta trồng rau nhút nè, rồi thấy đẹp này để mình quay lại cho cô chú anh chị xem ha. Cô chú anh chị xem video nhớ đăng ký kênh và nhấn nút like giùm mình nhé. Ủng hộ mình để mình làm những clip tiếp theo hay hơn cho cô chú anh chị xem nhé. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Cũng gần đến Tết thì xin chúc cô chú anh chị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Làm ăn phát tài. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Chào cô chú anh chị và các bạn. Đây có một cái ao người ta trồng rau nhút nha cô chú anh chị và các bạn. Trồng nhút để người ta cắt rau nhút đi bán ngoài chợ nè các bạn. À, thấy không, cái bông rau nhút nó đẹp không, nó màu vàng luôn ha, nó giống như cái bông hoa trinh nữ nha cô chú anh chị và các bạn. Cái lá nó cũng giống luôn ha. Đây người ta trồng, người ta cột dây nè, cho nó đi theo dây rồi người ta đi hái nó ha. Đó, rất là nhiều luôn cô chú anh chị và các bạn. Mà sao trồng nhút là nó có bèo dưới đây, rất là nhiều bèo luôn á, đầy mặt luôn hồ luôn cô chú anh chị và các bạn ha. Đó, có bông luôn ha. Rau nhút này, rau nhút có phao nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nhìn xa xa thấy không, thấy nó giống như là lát gạch trên đường á cô chú anh chị. Đó, từng ô từng ô từng ô ha. Đó, nhìn xa xa nhìn đẹp lắm á cô chú anh chị ha. Ở bên đây cũng sát xong luôn cô chú anh chị. Đó, sát xong rồi ha, cũng nhiều ao rau nhút lắm nha cô chú anh chị. Trồng sát xong để ta lấy nước vô nè để ta trồng được ha. Đó, đây là nó thấy không cô chú anh chị các bạn, thấy không, xa xa giống như là một cái sân, cái sân mà để người ta lát gạch màu này màu kia đó. Đó, cô chú anh chị thấy không, rất là đẹp ha. Này rau nhút nha, rau nhút này ăn lẩu rồi lấy rau nhút nhúng vô cô chú anh chị các bạn ngon lắm luôn á. Rau nhút mình mua ngoài chợ là mình sẽ sử dụng rau nhút này cô chú anh chị ha. Đó, này nó khai nước vô ha. Đây có đường nước nè, đường nước này ra tới ngoài sông luôn nè cô chú anh chị ha. Đó, ra tới ngoài sông là nó lấy nước vô, lấy ngoài để ta trồng cho nước ra vô nó không có chết rau nhút nè ha cô chú anh chị và các bạn ha. Đó, các bạn nhìn thấy không, nhìn xa xa thấy đẹp không, nó giống như gạch bông rồi ha cô chú anh chị ha, quá đẹp rồi cô chú anh chị. Mà nhiều ao ở đây người ta trồng nhiều lắm nha cô chú anh chị, rất là nhiều ha. Đó, cô chú anh chị thấy không, đó xa xa không, rất là nhiều, bên đây cũng có luôn nha cô chú anh chị. Đó, bên đó cũng có luôn ha. Đi qua cho chú anh chị xem ha. Chưa hơi nắng nha cho chú anh chị. Nó hơi mờ. Đó, à cô chú anh chị thấy không? Đó. Rất là nhiều ha. Đó, trồng cô đẹp. Bên này là người ta chưa cắt này cô chú anh chị, nó còn nhảy ra tùm lum ha. Còn bên này người ta cắt rồi nè cô chú anh chị, thấy không, thấy người ta cắt rồi nó vuông vuông đẹp không, rất đẹp ha. Đó, giống như một mặt đường nha, người ta lát gạch bông đó cô chú anh chị, thấy không, rất đẹp ha, giống như một cái sân vậy đó.
đó, mình đó cái sông nước chảy lục bình, sông lục bình nhiều. Đó, ở này rau nhút đây có bèo ha cô chú anh chị, giống như có bèo cho nó mát nước hay sao đó, mình cũng không rành nữa ha. Lúc nào ta trồng rau nhút cũng có bèo ở trên, nuôi bèo thì trồng rau nhút luôn, chắc cho nó mát nước á, nó không nóng. Chào cô chú anh chị và các bạn. Đó, người ta trồng rau nhút là người ta nuôi một cái ao bèo như vậy nè, người ta lấy bèo người ta bỏ bên cái ao rau nhút này cô chú anh chị các bạn. Đó, anh chị các bạn thấy không, một cái ao bèo ha. Đó, trồng rau nhút phải nuôi bèo nữa cô chú anh chị, rất là nhiều ha. Chứ mình cũng không hiểu sao mà để trồng rau nhút mà có bèo nữa cô chú anh chị. Cô chú anh chị và các bạn có biết sao thì để comment ở dưới cho mình biết nha cô chú anh chị. Đây, những cái rau nhút mà người ta lấy cái đọt đi rồi nè cô chú anh chị, rồi cái này cái phao với cái thân cứng người ta bỏ lại nè cô chú anh chị ha, ta lấy cái đọt mềm thôi ha. Hồi sáng đây người ta mới thu hoạch nè cô chú anh chị ha, thu hoạch người ta lấy cái đọt non thôi, rồi cái phao là ta bỏ lại ha. Đó, rất là nhiều ha cô chú anh chị ha, hai bên luôn ha. Đó, cô chú anh chị thấy đẹp không? Đó, còn bên đây người ta chưa lấy nè, đây ta lấy mới rồi nè cô chú anh chị, cái ao này nè ha. Đó, cái ao này, khúc này người ta lấy rồi nè, đây khúc cái này chưa lấy nè cô chú anh chị thấy nó không có ngay hàng thẳng lối không? Đó, khúc này chưa lấy nha, chưa thu hoạch nè. Đây, còn khúc này thu hoạch rồi, cô chú anh chị thấy không? Nó vuông 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 đó, rất đẹp ha. Đó, cái này là chưa thu hoạch nè, đó, nó nhảy ra là mới mốt mình không thu hoạch là nó nhảy bít luôn á, cô chú anh chị. Rồi người ta thu hoạch thì nó thành như vậy ha, khúc này. Đó, đó rất đẹp ha, làm cũng đẹp chứ. Nó giống như theo luống nó đẹp ha cô chú anh chị. Đó, cái này thu hoạch rồi luôn ha. Rồi, video đến đây là kết thúc rồi cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và nhấn nút like giùm mình nhé. Ủng hộ mình làm video tiếp theo tốt hơn cho cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.